Truy tìm ốc đảo Sơn Rồng, thác nước mới nổi ở Ninh Bình. Mở cửa trở lại ngay trước dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ninh Bình tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn thời điểm này vì vừa thuận tiện di chuyển bằng phương tiện cá nhân, vừa nổi tiếng với những địa điểm sống ảo quen thuộc với giới trẻ. Ngoài những địa điểm sống ảo nổi tiếng thời gian qua như bến đò tại khu Tràng An, đầm sen tại đầm Vân Long, đỉnh Hòa Long và vạn lý trường thành phiên bản Việt ở Hang Múa, thì năm nay giới trẻ lại phát sốt với những địa điểm check-in mới tại vùng đất cố đô. Trên các diễn đàn, hội nhóm về du lịch Ninh Bình, nhiều bạn trẻ thi nhau khoe loạt ảnh được chụp tại khu vườn Sơn Rồng và vườn nấm khổng lồ dưới chân núi Múa. Sự kết hợp của hai khung cảnh lạ mắt dưới chân núi hùng vĩ tạo nên một góc sống ảo được nhiều bạn trẻ nhận xét là đáng giá triệu view. Nếu như vườn nấm đầy ngộ nghĩnh đáng yêu, thì vườn Sơn Rồng lại mang đến một không gian rất thiên nhiên với hàng trăm loại sơn trồng khác nhau. Các bậc thang trong khu vườn cũng được sắp xếp rất đặc biệt, khiến bạn tưởng rằng mình đang lạc ở một sa mạc nào đó. Một địa điểm khác mới toanh cũng rất được lòng giới thích sống ảo đó chính là thác nước đầy nguyên sơ, bí ẩn ngay dưới chân núi Múa. Thác nước tại Hang Múa này không hùng vĩ mà lại rất thơ mộng, êm dịu và đầy sức hút như người thiếu nữ mới lớn. Những địa điểm trên đều nằm ở thánh địa sống ảo Hang Múa nổi tiếng suốt năm qua. Nơi đây được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt, địa điểm ngắm lúa đẹp nhất Tam Cốc hay hồ sen kỳ lạ hình trái tim nở giữa mùa đông.